chuẩn bị xây nhà, đa phần nhiều gia chủ chỉ coi trọng vấn đề về tuổi mà không hề xem cát hung theo tọa hướng của thửa đất của ngôi nhà mình định xây dựng trên đó. Mọi người nghĩ chỉ cần quan tâm đến yếu tố tuổi của trạch chủ là có thể tiến hành được trong năm nay hay không? Có phạm phải tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế hay cửu trạch hay không? Gia chủ nên lưu ý, xây nhà là xây trên đất chứ không phải xây trên người. Trong phong thủy, để chọn được một thời gian xây dựng nhà ở chuẩn nhất thì phải tương hợp đầy đủ 3 yếu tố, thiên địa nhân hợp nhất, đó mới là tốt. Nếu thời gian khởi sự một trong 3 yếu tố không tốt, tức là không hề tốt về mặt phong thủy. Vậy, thiên địa nhân ở đây là gì? Nhân chính là người khởi sự, là chủ thể tác động vào khí và đất của khu vực động thổ. Muốn nhân được tốt thì tổ hợp tứ trụ, năm tháng ngày giờ, cách cục phải tốt, đủ vượng và phải bổ khuyết, trợ giúp được cho gia chủ. Không xung hình họa hại với bản thân của gia chủ cũng như các thành viên khác trong gia đình. Còn địa, địa chính là mảnh đất gia đình định xây dựng trên đó. Mỗi mảnh đất, ngôi nhà đều có những thời điểm cát hung. Do vậy, gia chủ cần phải tính toán thật kỹ năm, tháng, ngày giờ khởi công, phù hợp với tọa hướng của ngôi nhà. Và có các thần sát tốt của thời gian đáo sơn, đáo hướng và cát tinh chiều tới thì mới có thể phù nhân, quý nhân tương hỗ, cuộc sống nhân đinh như vậy mới thuận. Yếu tố thứ ba là yếu tố thiên. Yếu tố thiên chính là thời gian, mà thời gian thì người ta đã khẳng định rằng thiên có thời, địa có vận, nhân có tuần. Thời gian được tính theo từng chu kỳ bằng năm này, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Thời gian đạt chuẩn phong thủy phải là thời gian tạo thành một tổ hợp tốt, ngày phải vượng, không gặp phải xung hình họa hại phá trong tứ trụ. Do vậy, muốn xây nhà, gia chủ nhất định phải xem xét tới sự tốt xấu của tọa hướng ngôi nhà trước. Đó chính là yếu tố quyết định đến sự hưng suy, cát hung, rồi sau đó mới xét đến yếu tố tuổi của người động thổ. Tuổi thì không được phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, sau đó khởi công và tìm ra phương án tốt nhất để động thổ. Đây chính là cơ sở khoa học mà Phong Thủy Tam Nguyên đã tư vấn cho hàng triệu gia chủ.